Đây là lần vô cùng hiếm hoi mà công chúng chứng kiến 4 tiểu hoa 8X, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi, Nghê Ni ngồi cạnh nhau và xuất hiện trong một khung hình. Cùng tham gia đêm hội Bazaar diễn ra mới đây, 4 tiểu hoa Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi và Nghê Ni gây chú ý với tạo hình lộng lẫy, quyến rũ. Đặc biệt, 4 nữ minh tinh này được xếp vị trí ngồi cạnh nhau lại càng khiến dân tình trầm trồ với màn đọ sắc này. Đêm hội Bazaar là sự kiện thường niên được trông đợi ở Trung Quốc. Sự kiện do tạp chí Harper Bazaar tổ chức và được coi là một trong những sự kiện lớn nhất năm và quy tụ hầu hết tất cả tên tuổi của các ngôi sao hoa ngữ đình đám nhất. Năm nay, chương trình có sự tham dự của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Tân Chỉ Lôi, Nghê Ni, Angelababy, Bạch Kính Đình, Kim Thần, Lý Hiện, Bạch Vũ, Tạ Đình Phong, Hoa Thần Vũ, Trương Bân Bân, Jackson Wang, Tống Thiến, Trung Sở Hy. Đây cũng là lần hiếm hoi Tạ Đình Phong xuất hiện công khai trong một sự kiện lớn kể từ sau loạt tin đồn cho rằng anh cùng Vương Phi đã chia tay. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh do gặp vấn đề về sức khỏe, có dấu hiệu tức ngực nên quyết định không bước thảm đỏ như dự kiến. Thay vào đó, người đẹp sẽ trực tiếp vào hội trường tham dự sự kiện. Tuy không tham dự thảm đỏ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn xuất hiện bên trong khán phòng. Sự xuất hiện của mẹ một con đình đám nhất showbiz nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Cư dân mạng nhanh chóng tìm được khoảnh khắc vô cùng hot liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, khi máy quay lia xuống phía khán đài, cư dân mạng đã thấy được khoảnh khắc ngượng ngùng khi Triệu Lệ Dĩnh phải ngồi cạnh tình cũ Phùng Thiệu Phong, Nghê Ni. Biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là trông khá căng thẳng và không thoải mái. Trong khi đó thì Nghê Ni vẫn bình tĩnh và cười đùa nói chuyện cùng Angelababy. Trước đó, Nghê Ni xuất hiện nổi bật và thu hút ống kính của phóng viên với trang phục xẻ ngực sâu nhưng không kém phần sang trọng. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa nhan sắc của Nghê Ni là một trong những chủ đề được tìm kiếm và bàn luận nhiều nhất. Dân mạng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên. Angelababy như thường lệ vẫn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp. Tuy nhiên, sự lựa chọn trang phục lần này của người đẹp cô Phương Bất Tự Thưởng bị đánh giá an toàn, kém nổi bật so với các nữ đồng nghiệp khác, thậm chí còn bị chê quê mùa. Ngoài sự hiện diện của những biểu tượng nhan sắc hoa ngữ thế hệ mới, còn có sự xuất hiện của những gương mặt bảo chứng rating phim truyền hình như Dương Tử, Lưu Thi Thi, Lý Hiện, Cung Tuấn, Trương Bân Bân cũng không hề lép vế về nhan sắc. Dương Tử chọn lễ phục trang nhã, thanh lịch, khoe vai trần gợi cảm. Cô hiện là nữ diễn viên trẻ được yêu thích bậc nhất ở Trung Quốc sau loạt tác phẩm truyền hình Hoàn Lạc Tụng, Hương Mật Tựa Khỏi Xương, Thân Ái Nhiệt Ái, Cá Mực Hầm Mật. Lưu Thi Thi gây ấn tượng với váy hoa tao nhã. Trở lại màn ảnh sau khi sinh với Tôi Thân Yêu, cô chịu thất bại cả về lượt xem, rating lẫn danh tiếng diễn xuất. Tân Chỉ Lôi lấy lại được vóc dáng thon thả sau khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát đến mức không nhận ra. Người đẹp nổi tiếng nhờ gương mặt sang chảnh, kiêu kỳ cùng khí chất cao quý. Hà Mộng Dao xuất hiện với gương mặt tròn trịa, vóc dáng đẫy đà tại sự kiện. Cô tăng cân khá nhiều so với trước, nữ người mẫu được cho là đang mang thai lần 2. Siêu mẫu Hà Tuệ gây ấn tượng với vòng eo thon nhỏ trên thảm đỏ. Tống Thiến diện váy quây khoe dáng chuẩn. Năm 2020, cô vượt qua 7 người đẹp là Quan Hiểu Đồng, Giang Sơ Ảnh, Đàm Tùng Vận, Lý Nhất Đồng, Lý Thẩm, Ngô Cẩm Ngôn, Ngô Thư Hân để trở thành nữ thần Kim Ưng năm 2020. Tuy nhiên, người đẹp lại bị một bộ phận đánh giá là nữ thần xấu nhất trong lịch sử. Tài tử Long Hổ Môn Tạ Đình Phong với phong cách thời trang nam tính, ấn tượng trong đêm hội Bazaar thịnh điển. Thời gian qua, anh bị bủa vây bởi tin tức tình ái với Vương Phi, kinh doanh thua lỗ. Lý Hiện vừa gây thất vọng khi giành giải nam diễn viên chính tệ nhất ở Cây Chổi Vàng. Anh gây ấn tượng ở mảng truyền hình nhưng lại trở thành thảm họa trong mảng điện ảnh. Bạch Kính Đình gần đây có tác phẩm gây tiếng vang là Em Là Thành Trì Doanh Lũy của anh, đóng cặp với Mã Tư Thuần. Cung Tuấn thời gian qua là cái tên được truyền thông quan tâm sau thành công của Sơn Hà Lệnh. Danh tiếng của Trương Bân Bân tăng lên và được khán giả yêu thích khi kết hợp với cảnh điểm trong bộ phim Từ Đằng.